hôm nay nhà của mẹ vợ mình có túi cơm cho bà nội, mình quay cái clip tại những dỗ nha các bạn. Bữa nay là cà ri hay là vịt trấu chao? Vịt trấu chao hả? YouTuber vô là nè. Ủa có làm lẩu bánh xèo gì bánh xèo hả? À, tôm thì lẩu bánh xèo nha các bạn. Xèo nữa hả? Đây là bột bột bánh xèo nè. Bột chuẩn bị làm bánh xèo nè. Món này là để chút thả vô cái nồi vịt trấu chao nè. Cái này là nhân bánh xèo. Củ sắn nè. Đó, cái kia nó cần nè. Cái lòng gà lòng vịt mà làm tiết canh á. Chú Sáu để đâu à? Đó, không có cái đổ không. Bầm luôn rồi hả? Ít dữ ta. Cái này cái nhân mình làm cái nhân cái canh nha. Chút nữa mình để mình trang trí vô. Cái rau thơm rồi có mua chưa hả? Nói mua rau thơm mà quên mua ta. Quán Kiều thiếu gì? Hả? Cũng còn nữa. Ở đây mới có ngồi gai với rau ôm với quế hả? Cái đó có rau thơm nhiều ăn mới ngon lận. Cái thơm này thì nó vui hả? Bưng tô tuyết xuống đây làm luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều nhiều quá. Nước mắm đó mà bỏ bột ngò đúng sao ăn.
Ừ, lâu vậy chứ có người ta đang muối ớt cũng có ngọt còn nước mắm cũng có ngọt mắm mà muối ớt của mấy bọt cơm như kìa có làm gì gần không nó làm xong hết rồi canh thủ dữ lắm rồi thôi vậy cho miếng này thôi lạc để được rồi má ừ rồi đó rồi canh thịt nản rồi chứ năm nào về biết mua năm nào bỏ luôn đi rồi đại nè cái đó nó bị mềm ừ đúng rồi nó thơm vậy thôi chứ bơ nó mềm vậy mà không hơn thôi nó thúi chứ năm bơ phải cái đó nó bị thúi chứ đâu bị hư đâu bố tám đâu không vô ta xong rồi giờ chuẩn bị vô tới hết xong rồi cho miếng bây giờ không máy lên trước trang cái canh tí mình hãm sẵn nè tí mình hãm sẵn giờ cái nước luộc ai ấy là sao rồi đem luộc đồ que rồi đổ bỏ luôn rồi hả giờ buộc lòng phải pha nước sôi chứ sao để vớt bớt cái nước này mình bỏ bớt nước để mình hẩm tiết này. Gần rồi cho các bạn xem nha. Gần rồi mình trang tiếp. Tiết canh dịch sim chất lượng lắm á. Đó, giờ mình trang giờ để im vậy chút nữa nó đông lại. Dần quá.
nhìn thấy cũng bắt ngoài quá mà không biết nó đông được không à. Chim chim dễ lên chút. Đó là về giờ mình lấy đậu hồng với rau thơm mình rắc lên với ớt. Còn bên đây là món đây món chim chỉ nướng nha các bạn, với lại tôm nướng. Một món là chim chỉ, món tiết canh, món đó. Chim chỉ bự chứ, nó cả ký mấy được mà. Hay dữ rồi. Này gì? Món gì? Lẩu hả? Lẩu chua hả? Canh chua gì ta? Chua hả? Giờ đồ món mình làm cũng tạm xong rồi. Giờ bắt đầu cúng nha. Bây giờ tới cành nè. Đây một dĩa. Bên đây một dĩa nữa nè. Nơi làm đạt đông đặc luôn. Anh vợ thứ sáu đang thắp nhang cúng bàn chiến sĩ. Còn bàn này là bàn trong này bàn đất đai nha, đất đai bàn nhà bên cửa. Đây là bàn cúng ghế thờ cho dỗ bà nội nha. Bà nội là mẹ của ba, bà là mẹ bà vợ. Cha, cha gì? Dũng đang Dũng Phỉ đang đổ bánh xèo nè. Không có tin gì ốc đổ bánh xèo, chúng tôi sẽ tại đây mà ba cho Dũng ra trong dây chánh mà. Dũng đổ bánh xèo rồi. Đó là ra lò cái đầu tiên á hả? Trời ơi, coi nó đẹp. Cái thử nghiệm. Cái thử nghiệm nhưng mà ngon vậy á. Cái là cái sao đủ. Ở bánh xèo bữa nay làm nhân tôm, con tôm nào con tôm nấy to thế. Tao thấy ông thầy thuốc hả? Không bám rồi mới cho thuốc được đó nha. Dịch nấu chao. Dịch nấu chao là ăn với cải xanh. Đúng bài đúng rồi. Thấy được rồi đó. Thấy không? Bác sĩ là đó đúng rồi. Bài đúng bệnh nhất luôn. Sướng như đi cái về cái em bao giờ mới bệnh không biết nữa. Nay em còn trước năm nữa thấy không? Sao nghe nó ngồi ra quá vậy, cái nồi này bị tắt lửa mà còn mở ra không? Đây này đúng rồi đó. Ngồi ra quá rồi. Lấy chanh rồi có lấy không? Có lấy chanh chưa? Lấy rằng có ăn tiết canh rồi chứ. Ăn tiết canh là phải có chanh. Chị Năm. Chị Năm mình về nè. Ủa, anh Năm đâu? Chị Năm mình về tới rồi. Bà Sáu nè, bà Linh thợ rồi. Chắc lửa nhỏ nhỏ thôi, Minh Hoàng nó khò quá, xích đít á. Cái nào cũng làm vậy nè con.
không có nhiều ăn, không có nhiều rau lo thơm dữ vậy đâu, chút trộn bớt qua bên rau bánh xèo. Anh đưa em, mày nói cái gì, nó giỡn gì à? Ok em nói gì, em nói gì ra không làm được cái này. Đúng con trái à? À đúng con trái, đúng rồi. Em nói tôi chụp số vào đó rồi anh nội. Như ơi, quay giùm cái má này là đứng cứ nhớ lên nhớ coi tấm lên mà nhớ mày có nào trời mà nhớ ấy là ông chồng có làm đó. Đứng lên nhớ nhớ lên coi tấm lên chắc là mấy cái chân mà viết canh như vậy. Có lẽ gì nhỏ gì ra để quy trọng. Dễ tình dễ. Đây, để quy trọng. Đây con cái dĩa nhỏ này gọi định một dĩa. Phải quy trọng, nó đừng dĩa. Ủa từ nãy mà chưa ra lò nữa hả? Mấy con cái tôi thử nghiệm thôi hả? Chậm dữ vậy hả? Lâu lắm. Dạ con đi một cái. Con đâu? Mình quay mấy chị em đổ bánh xèo ra. Bánh xèo tay cái đó. Bây giờ mẹ nói ai? Mẹ nói cái lưng không à? Mới mướn youtuber vậy là quay phim đó. Ủa trời ơi. Làm có giúp dẻo đã không? Hai vợ chồng cãi đó chi
lần nào tôi cũng mơ ai sợ có giờ. Lớp cũng giờ có năm. Cũng bỏ toàn năm giờ. Không giờ luôn giờ. Để xích đích. Nhưng mà đâu trong nhà ấy, tôi hỏi còn sao á. Đẹp đá nữa. Yêu nó xuống anh đi cái gì vậy hả? Dịch thì rồi, đúng đúng dịch giường luôn á. Dịch nhà làm hả? Không. Dịch nhà thôi. Cái thật không ăn giờ thôi, để ra thôi. Một tớ mà. Thôi giờ rửa rồi. Vô lấy cái quần đen đắt lại. Cái ra còn hồng thì xài một tiếng không thấy ra được. Nó đang lên luôn á. Làm cái bờ luôn. Có đạo nó lên đá giờ. Trời tôi bể tối luôn. Bể tối bây giờ cái này xác chị. Giống nhau luôn nha. Giống một chồng á. Nhớ phải á. Cái bánh xèo ra lò nè. Ờ cái này sao cũng khét quá vậy. Thuốc bị thiếu mới đậm. Cái này ngon. Món bỏ đầu bỏ quần kia nó không có thiếu mới đậm. Món trái cây thì khét cho các bạn. Có luôn á. Bởi vậy đâu có thấy vậy. Vậy là thiếu rồi. Có thuốc thì mới đậm. Không biết. Hỏi Phượng á, nó là chủ tịch đi du lịch á. Chủ tịch ngành du lịch. Chim trị với tôm mình thấy đã không? Nó bự quá, nướng sợ không chín cắt ra hả? Không, chim trị nè. Để cho nó đều quá, cho chín cái đẹp. Nghe cho nó đều chín ăn ngon. Món này gì? Gà bó xôi của Dương Chính à. Chính đặt riêng ở thợ người ta làm luôn nha các bạn. Rồi giờ cúng xong rồi mời mấy anh em lại nhập tiệc nha. Anh ba anh năm vô rồi bạn. Anh bảy vô bàn ngồi luôn đi anh bảy. Không ăn rồi đó vậy. Để làm hả? Nó giờ muốn vợ lắm rồi. Ba nó mày nhỏ chứ giống ai. Nhỏ đâu. Để mình xuống phía sau nhà sau mời mấy chị em phụ nữ lên nhập tiệc luôn nha. Xong rồi chị Sáu kêu mời mấy chị em gái lên nhập tiệc. Tụi hồn vô, tụi lên luôn rồi Dương Úc, xong rồi Dương Úc. Cười gì thiệt, mời thiệt bọn. Mời tất cả các bạn dùng bữa dỗ với gia đình anh em nha. Đâu, chăm vô 1, 2, 3 rồi. 1, 2, 3 nâng ly coi. Cái ông Bà Liệu không quên nữa. Ủa đâu rồi, đâu có ông đó nữa. Anh Bảy rủ hả? Biết gì. Đợi đâu, 1, 2, 3 vô cái coi. Tôi uống hỏi đá đi lặn ngon màu hy vọng nữa qua đi. Cũng giọt gió nè. Túc bớt cái đá này qua bệnh dùm ly dùm chính.
À, có anh khách anh Tài nè. Mà anh Tài ngồi luôn anh Tài ơi. Ủa sao để đá đây nữa? Cho bỏ đá ra giùm. Giống như mình sao? Hả? Sao? Ghé. Alo, alo cái mua bia. Alo kẹo đấy. Đến đây mình xin kết thúc clip nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.